sau một trận thắng rất hay của Việt Theo thì ngay lập tức một kết quả hòa 0-0 thì ông đánh giá thế nào về phong độ của đội? Chúng tôi cũng có một cái giai đoạn thắng liên tục 3 trận, 5 trận, 4 trận chứ không phải là một, tức là cái phong độ thì vẫn vậy thôi. Chúng tôi vẫn chơi kiểm soát trận đấu, vẫn kiểm soát được bóng và tạo ra nhiều cơ hội. Nếu chiều không may mắn thì chúng tôi không ghi được bàn. Cái thời tiết mưa thì cũng làm ảnh hưởng đến cái chất lượng, cái cách chơi và cách triển khai của chúng tôi. Nhưng dù sao thì tôi cũng vẫn hài lòng với các màn trình diễn của các học trò, các cầu thủ của Viettel. Hôm nay họ quyết tâm gắn kết và tạo ra được nhiều cơ hội. Tất nhiên là cái tỷ số hòa 0-0 trên sân nhà thì tôi không hài lòng, nhưng tôi hài lòng về cái cách chơi, cách tập trung và nhập cuộc của toàn đội. Chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là top 3. Chúng tôi đang hướng tới top 3. Thì còn như tôi chưa bao giờ nói là Viettel cạnh tranh chức vô địch cả. Chúng tôi có cơ hội kiểu đến cái vô địch và cái mục tiêu top 3 thì từ đầu giải đến giờ chúng tôi vẫn đang luôn giữ cái mục tiêu đó, ngay cả cái thời điểm mà chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi không có cầu thủ ngoại và đứng top 8. Thì tôi còn nhớ là các bạn có hỏi có thay đổi cái mục tiêu không, thì tôi vẫn kiên định rằng là tin tưởng vào đội bóng, tôi không thay đổi mục tiêu và đến bây giờ cũng vậy. Mục tiêu của tôi, chúng tôi và chúng tôi cũng đang đi đúng hướng. Ông dường như là tránh nói về việc đô vô địch. Tôi không tránh, đây chỉ tiêu của chúng tôi là như vậy. Tôi không tránh cái việc nói đô vô địch. Tôi vẫn nói là nếu có cơ hội chúng tôi sẽ cạnh tranh chức vô địch. Đánh giá nếu thế thì đánh giá nào về bây giờ có ba đội là Hà Nội, Công An Hà Nội và Viettel. Thì nếu như một cuộc chiến ra phút giữa ba đội thì anh nghĩ là cái đội nào có cái cơ hội lớn hơn? Đội nào là Thục và đội nào là Ngô và đội nào là tất nhiên là thế chân vạc rất hay. Chúng ta cũng hiểu là chúng tôi cũng hiểu rằng mình đội bóng của chúng tôi có thể làm được những gì. Và tôi thấy rằng là tôi rất tự hào về cái quá trình vừa qua, sự vượt khó. Chúng tôi đã vượt qua những cái khó khăn khi chúng ta không có cầu thủ ngoại và dần dần cái lối chơi của chúng tôi đã hình thành và chơi tốt lên. Cái đấy là cái mà chúng tôi hướng tới để phục vụ cho khán giả. Và tất nhiên mục tiêu của mình thì chúng tôi cũng luôn luôn bám sát. Và tôi nghĩ rằng là cuối giải, khi mà kết thúc giải đấu thì chúng ta sẽ biết là đội nào. Rồi, xin hỏi anh là Viettel có một cầu thủ là Phất Văn Khan có thể có nằm trong cái danh sách được gọi lên đội tuyển quốc gia U23 rồi. Khi nào thì Văn Khan có thể lên tuyển? Theo như công văn liên đoàn gửi thì chúng tôi cũng bám theo cái công văn và gửi cầu thủ theo công văn. Đúng công văn của liên đoàn gửi thôi, chúng tôi không làm chậm cầu thủ lên đội tuyển. Viettel luôn luôn ủng hộ các đội tuyển quốc gia. Tôi bám chân sút chủ lực là Mohamed Hassan thì có ảnh hưởng gì đến lối chơi và khả năng ghi bàn của ông trong trận đấu ngày hôm nay? Đấy cũng là một cái mất mát của chúng tôi trong trận đấu này, khi Hassan đang đạt cái phong độ cao và Hassan hòa nhập tốt với đội. Nhưng chúng tôi vẫn có những con người thay thế, và đặc biệt là các bạn thấy là cũng không mất đi lối chơi.